Chào buổi sáng cả mọi người. Thì hôm nay là những ngày cuối năm cũ rồi ha. Thì thời tiết cũng bắt đầu se se lạnh rồi ha. Thì bữa nay mình ở nhà ha. Bữa nay mình sẽ đi quay cái vườn mai vàng trước Tết ở nhà mình cho mọi người coi ha mọi người. Thì mai nhà mình không có nhiều, nhưng mà được cái là nó bự ha. Cây nó rất là bự. Thì cũng còn khoảng gần tháng nữa là Tết rồi. Nên mấy cái mai chuẩn bị lại lá nè mọi người. Chuẩn bị lại lá nè ha. Bây giờ mình sẽ đi quay mấy cây mai vòng vòng nhà nên chia sẻ cho mọi người coi ha. Thì cái vườn mai này là trồng cũng lâu ha. Mình bao nhiêu tuổi là nó bao nhiêu tuổi hết đó. À mấy cây mai nè ha. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Đây là cái vườn mai mà trước Tết ha, khoảng một tháng nữa là Tết rồi. Thì trước Tết đó, chưa lãi, lúc là chưa lãi mọi người. Thì khi mà lãi xong đó, mai nó nở đó, trong Tết luôn đó, thì mình sẽ quay thêm một clip nữa mình giới thiệu mọi người coi ha. Đây là cái khu vườn mai trước cửa nhà mình ha mọi người. Ở xa mọi người thấy mai nhiều không? Rất là nhiều cây luôn ha. Rất là nhiều cây, nhưng mà mấy cây nhỏ, còn mấy cây lớn thì nó không có nhiều ha. Mai này nguyên khu vườn mai là đã có ba cây người ta trả, người ta mua nè. Gia viên là sau Tết người ta bắt đầu người ta sẽ bứng ha. Mỗi cây người ta mua là 5 triệu ha. Đây, ở đây có một cái cây này rất là cao ha, mọi người nhìn ra thấy rất là cao ha. Đó mà thấy cao chưa nè. Ở nhà cha mình đã lấy máy từ từ, lấy lá từ từ nè ha. Này nhị nụ qua nè, đem lấy nét rõ cho mọi người coi ha. Lá nụ ha. Cha nụ rất là nhiều luôn nè. Nè, bắt đầu mình lãi lá từ từ nè ha. Tết mà lạnh buổi sáng mà ở nhà thấy mấy cây mai mà nó nở bông mà thấy là rất là đẹp đó mọi người. Nên quay dưới góc mọi người coi ha, cái cây mai này nó cũng mấy chục năm rồi mọi người. Thấy góc to rồi. Đó, góc nó to rồi, thấy không? Mai này cũng có nhiều người ta vô người ta trả giá lắm. Thì một số cây mình bán, một số cây mình đẹp thì mình để lại nhà mình trồng. Ở đây là một cái cây mai là nó là khủng nhất ở nhà luôn nè mọi người. Rồi thấy không, mình đứng từ rất là xa mình quay ấy, nhưng mà cái tán của nó cũng không hết trong quang điện thoại luôn nữa ha. Cây mai này có người trả giá rất là cao ấy, nhưng mà mình không muốn bán. Thì trước cửa nhà có một cái cây này là độc nhất nè. Cái bán đi thì ổn nè. Lúc này là mình đang ở dưới cái tàn của cây mai này thấy mọi người đó. Thấy góc nó lớn không? Một năm trước mình đã quay cái cây mai này lên cái thời điểm là nó trổ bông rồi thấy mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay trước Tết cho mọi người coi ha. Còn gần một tháng nữa là Tết, nhưng bây giờ đã lãi lá từ từ nè mọi người. Chắc chứ gần tới là nguyên cái vườn này nó lãi không có kịp. Thì mai rất là nhiều. Đó mọi người thấy không? Mình lê máy vòng vòng cho mọi người coi, mọi người thấy toàn là mai không? Đó mọi người thấy mai nhiều không? Cây này, cái cây mai mình đang quay là cái cây lớn nhất của nhà mình ha. So với những người chơi mai khác thì có thể không bằng ngay, nhưng mà cái mai này ở nhà thì Tết là nó nở rất là đẹp. Có nhiều người ta rất là thích. Tết mỗi năm thì nở bông thì có nhiều người ta xuống người ta xin chụp hình, tại vì nó nở bông rất là nhiều. Nè, có mấy cái nụ nhỏ nhỏ nè mọi người.
Đó, bây giờ bắt đầu có nụ nè. Đây đây là ngoài cửa rào nhà mình ha. Mà thấy mai rất nhiều không? Nhìn đâu đâu cũng thấy mai nữa. Giờ thấy lá rất là nhiều nhưng mà gần Tết mình lại lại lá nó thấy thấy sẽ nó sẽ trống trải bớt ha. Rồi khi mà khoảng cái lối khoảng 27-28 Tết nở bông thì sẽ rất là đẹp. 27-28 Tết thì sẽ có một số cái cây nó nở ha. Một số cây nó vẫn còn nụ, đúng mùng 1 là nó bung bung nụ ra là rất là đẹp luôn. Đây, sau lưng đây là cái cây mai bự nhất của nhà mình nè. Buổi sáng mà ở nhà thì được đi vòng vòng thấy rất là thích. Trời mát mẻ. Đây cái cây này thì nó có nụ nè. Này cái nụ này lúc nãy mình lấy nét ngoài coi nhưng mà lấy nét không được. Cái mai này thì đã có người mua nữa mọi người, nhưng mà người ta đã gửi lại nhà mình cũng có tay sau Tết thì người ta sẽ bắt đầu người ta lại người ta bứng. Thì ngoài mai nhà mình trồng mấy cái kiểng này, bông trang nữa nè, bông trang, bông giấy nữa. Bông giấy này là cha mình cắt nước thằng cho đúng dịp Tết đó là nó sẽ nở luôn mọi người. Đây là bông giấy con nữa nè. Bông mấy con rất là nhiều luôn ha, mai con nữa, hoa sứ. Ở đây có một cái cây mai con mà đang uống uống cành đó. Uống cành bằng cách lấy dây chì được mình quấn vô nè, uống cái dáng mà cái dáng bonsai á. Ở đây có một cây mai có bông nè mọi người, mai này bông bông nhiều cánh nè, không biết bao nhiêu cánh nữa nhưng mà thấy nó nhiều cánh lắm, hơn 10 cánh đó. Đây mình quay cái bông này cho mọi người coi nè ha. Một cây mai nhỏ trong chậu nè ha, nó giữa bông nè, có con kiến đang phò nữa đó, mọi người thấy chưa. Tết nhưng mà Tết ở đây nó sẽ nở, nhưng mà nở bông điệu hết đó sẽ rất là đẹp mọi người. À, đây là quay bao quát toàn bộ cái cây mai trước nhà của mình luôn ha. Ở ngoài mai thì có bông giấy nữa ha, kiểng rồi rất là nhiều luôn nè. Đó thì về già mà nghỉ hưu thì chỉ có mơ ước một cái mảnh đất, cái khu vườn vậy thôi, là cảm thấy là ở là thấy thoải mái trong người. Thì mình vừa đi quay cái khu vườn vườn mai với vườn cái cây kiểng nho nhỏ khác ở nhà mình cho mọi người coi ha. Thì cái này thì mình cũng chỉ quay vlog cái nhà mình cho mọi người coi thôi, khoe cái giống như mà mình khoe cái vườn mai trước Tết cho mọi người coi. Mọi người có thấy yêu thích đó, thì mọi người để lại bình luận bên dưới ha. Có muốn hỏi cái gì đó, thì hỏi dưới bình luận thì mình trả lời cho. Hỏi gì mấy cây mai này nè, thì mấy cây mai này có những cây là nó lớn tuổi hơn mình nữa. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video ha, thì chào mọi người ha. Mọi người thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký ủng hộ mình để mình làm thêm mấy cái clip mà hay hơn hết mọi người. Chào mọi người.